Tất cả quý vị và các bạn, hôm nay thì kênh Thai TV xin tiếp tục chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn những cái thông tin liên quan tới U19 Việt Nam tham dự giải U19 Đông Nam Á 2024 tại Indonesia. Quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, cách đây một tháng thì giải vô địch U16 Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Indonesia và U16 Việt Nam của chúng ta đã thất bại khi mà chúng ta đã thua Thái Lan ở trận bán kết với tỷ số là 2-1. Sau đó thì chúng ta thảm bại một cái tỷ số rất là đậm 5-1 trước cái đối thủ đó chính là chủ nhà Indonesia trong trận cạnh hạng 3. Một cái kết quả có thể nói là rất là thất vọng với lại là U16 Việt Nam. Và đến với cái giải vòng chung kết U19 Đông Nam Á này thì chúng ta quyết tâm có được một cái kết quả thật là tốt để mà nhằm củng cố lại niềm tin cho người hâm mộ Việt Nam của chúng ta. Cái lứa này và cái lứa trước, cái lứa Quốc Văn Khang, Văn Trường đó, là cái lứa đó chính là cái lứa nòng cốt để mà chúng ta có thể tham dự vòng loại của World Cup 2030. Nếu như mà chúng ta vào chung kết World Cup 2030 thì chúng ta cũng có để mà chúng ta tham dự, là chính là cái lứa này nha quý vị. Bây giờ mình xin chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn những cái thông tin như sau. Cái thông tin thứ nhất thì mình xin chia sẻ là cái lịch thi đấu của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á 2024 mới nhất cập nhật ngay trước cái giải luôn nha quý vị. Còn những cái lịch trước thì mình đã đem trước thì nó đã cũ rồi. Bây giờ mình sẽ đem một cái lịch mới nhất. Cái thông tin thứ hai đó chính là U19 Việt Nam chốt cái danh sách là thật sự rất là đáng tiếc, là cầu thủ Việt Kiều ở Cộng hòa Séc đã không có đủ cái năng lực để mà tham dự được cái vòng chung kết U19 Đông Nam Á 2024 tại Indonesia. Thật sự là rất là tiếc. Đâu có phải là cái cầu thủ Việt Kiều nào cũng tốt đâu. Và cái cầu thủ Việt Kiều này là một cái cầu thủ Việt Kiều là nó thẳng ra là huấn luyện viên Hứa Huỳnh Vinh đánh giá là không có được cao, và thậm chí không có được cao hơn những cái cầu thủ trong nước, tức là không bằng những cái cầu thủ trong nước. Thì thôi, nói chung là cứ lấy theo năng lực thôi, chứ không phải là cái Việt Kiều là chúng ta lấy ha, và đã bị loại. Cái thông tin thứ ba đó chính là U19 Việt Nam đã xem các tình huống tại Euro năm 2024 để mà rút kinh nghiệm về VAR, tức là cái giải U16 rồi quý vị và các bạn đã biết rồi, là vào tới vòng bán kết thì đã có VAR nha quý vị, tức là sử dụng VAR. Và cái giải U19 này cũng vậy, vào tới vòng bán kết là sẽ sử dụng VAR, cho nên là các cái cầu thủ trẻ thì phải thích nghi được với các cái tình huống mà có thể dẫn đến các cái va chạm trong cái vòng cấm và những cái pha phạm lỗi không có đáng có, ví dụ như là những cái pha phạm lỗi nguy hiểm dẫn đến thẻ đỏ đó, và những cái pha phạm lỗi trong cái vòng cấm, thì hai cái đó là chúng ta phải thật sự là thận trọng để mà không có vấp phải một cái lỗi lầm nào dẫn đến mà check va, trọng tài check va và bị phạt, rất là đáng tiếc. Đặc biệt là các cầu thủ trẻ, các cầu thủ lớn thì không có nói rồi, đặc biệt các cầu thủ trẻ thì là rất là thiếu kinh nghiệm về cái vấn đề này, cho nên là huấn luyện viên Hứa Huỳnh Vinh đã cho xem lại các cái tình huống tại Euro về cái tình huống check va đấy quý vị. Rồi bây giờ thì cái thông tin thứ nhất đó chính là cái lịch thi đấu ha. Thì đội tuyển U19 Việt Nam chúng ta tham dự 23 cầu thủ cũng đã chốt cái danh sách chính thức, và cái trận đấu đầu tiên là cái trận đấu trên sân Gelora tại Surabaya, Indonesia. Trận đấu sẽ được diễn ra vào ngày 18 tháng 7 năm 2024 vào lúc 19:30, và sẽ là cuộc đối đầu giữa đội tuyển U19 Việt Nam gặp đội tuyển U19 Myanmar. Cái trận đấu thứ hai là cái trận cuộc chạm trán giữa U19 Việt Nam và một cái đội bóng rất là mạnh, đó chính là Australia, và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2024. Hiện tại bây giờ thì chưa có cái kênh nào truyền hình được tiếp trận đấu này, cho nên mình chưa có thể nào đưa cho tất cả quý vị và các bạn được. Cái trận đấu tiếp theo là cái trận đấu chúng ta sẽ chạm trán với U19 Lào. Việt Nam chạm trán với U19 Lào, và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2024. Và trận đấu này cũng không có cái đài truyền hình nào thường thường được tiếp luôn. Nhưng mà quý vị và các bạn ơi, hãy bấm subscribe, tức là bấm nhấn đăng ký kênh á. Tới sát ngày thì mình sẽ làm một cái video clip nhận định trước cái trận đấu, ngay trước trận đấu đó. Ví dụ như Việt Nam đá Myanmar thì mình sẽ làm nhận định phân tích dự đoán trước cái trận đấu đó, và mình sẽ dán cái đường link phía dưới phần mô tả. Tức là nếu như mà không có cái kênh nào tới đó, mà không có cái kênh nào mà tường thuật trực tiếp, kênh truyền hình Việt Nam mà tường thuật trực tiếp, thì mình sẽ chia sẻ cái đường link của bên phía Indonesia họ cung cấp về, là quý vị và các bạn cứ click vào đường link đó là sẽ xem được trực tiếp thôi nha quý vị. Đó thì đó chính là những cái chia sẻ về cái là thi đấu. Và tiếp theo là U19 Việt Nam của chúng ta đã chốt chính thức 23 cầu thủ sang Indonesia để tham dự vòng chung kết U19 Đông Nam Á 2024 như sau. Huấn luyện viên Hứa Huỳnh Vinh lại thêm 3 cầu thủ chốt cái danh sách U19 Việt Nam trước ngày lên đường tham gia dự vào giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024. Theo đó, hậu vệ Nguyễn Mạnh Hưng, tiền vệ Việt Kiều người Cộng hòa Séc Hồ Hữu Hưng và tiền đạo Nguyễn Anh Tuấn không có tên trong danh sách cuối cùng dự giải U19 Đông Nam Á 2024.
Ở buổi tập cuối cùng tại Việt Nam trước khi lên đường sang Indonesia dự giải khu vực thì huấn luyện viên Hứa Huỳnh Vinh tiếp tục yêu cầu các học trò thực hiện các tình huống tấn công đã được dày công xây dựng trước đó, giúp các cái học trò thực hiện một cái ghép thuần thục tại giải U19 Đông Nam Á 2024 và được sử dụng. Ban huấn luyện U19 Việt Nam cũng nhắc nhở các cầu thủ tránh các cái tình huống va chạm ở cái khu vực nguy hiểm như là vòng cấm cũng như là trước cái khu vực cấm địa của đội U19 Việt Nam. Và ông đã chia sẻ như sau: chúng tôi tính toán về việc này và lưu ý các cầu thủ, ví dụ như trong cái tình huống tập luyện các bạn thấy cầu thủ thường giơ tay lên để báo hiệu cho đồng đội biết, nhưng đó cũng là cách để trọng tài thấy đối phương có việt vị hay không, qua đó cách báo cho trọng tài, cảnh báo cho trọng tài đưa tay lên nhưng không dang rộng cánh tay, bởi nếu có thể gây bất lợi cho mình nha quý vị. Vừa rồi thì tôi cũng cho các em xem lại các cái tình huống tại Euro năm 2024 để nhắc nhở chung cho các em về cái hướng xử lý tại cái trường hợp trọng tài có còi mới được dừng tại cái tình huống, những cái tình huống mà phạm lỗi. Đến khi Indonesia ban tổ chức sẽ cho xem về VAR để các em hiểu rõ về vấn đề này. Huấn luyện viên Hương Vinh đã chia sẻ như vậy. Và ông đã chia sẻ thêm, U19 Việt Nam có 3 trận giao hữu chất lượng ở Trung Quốc và 2 trận vừa qua. Cho đến nay thì các cái cầu thủ đã sẵn sàng ở trạng thái tốt để chuẩn bị cho cái giải đấu sắp tới. Các em nắm bắt được cách vận hành. Tất nhiên U19 Việt Nam cũng có những cái vấn đề khắc phục như là đường truyền gần cầu môn tốt hơn, bán đường chú trọng trong những cái buổi tập gần đến khâu ấy. Huấn luyện viên Hướng Vinh đã chia sẻ và đánh giá như vậy. Nói về thời tiết ở Indonesia, huấn luyện viên Hướng Vinh bày tỏ nếu nói lợi thế thì cũng chỉ có chủ nhà có được, U19 Việt Nam qua đó phải thích nghi. Chúng tôi di chuyển từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh có 4 buổi tập ở đây và tập giờ sớm là giúp các cái cầu thủ làm quen với thời tiết nóng, có thể nói là các em dần dần thích nghi với giờ thi đấu. Thì đó chính là những cái chia sẻ của ông huấn luyện viên Hứa Huỳnh Vinh. Nói chung là tất nhiên rồi, qua Indonesia thì thời tiết nó sẽ khác, nhưng mà cái mùa này mình nghĩ là cái thời tiết nó cũng không có quá khắc cao đâu, vì là cái mùa hè mà đặc biệt là mùa mưa. U19 Việt Nam của chúng ta đã đáp chuyến bay đi Jakarta vào sáng ngày hôm nay, tức là sáng 16 năm 2024. Sau đó thì huấn luyện viên Hứa Huỳnh Vinh tiếp tục nối tiếp chuyến để bắt đầu hành trình điểm đến thi đấu, tức là chúng ta bay qua bên đó và sau đó là chúng ta sẽ nối tiếp một cái chuyến đi bộ, tức là một cái chuyến là một cái chuyến là đi xe bằng xe buýt, hay là một cái chuyến bằng xe của gọi là xe mấy chục chỗ gì đó, xe của liên đoàn bóng đá Indonesia họ chở hay sao đấy, thì để tới mà tới cái chỗ mà khách sạn nghỉ ngơi để mà chúng ta thi đấu đó. Và tiếp theo nữa là một cái thông tin, đó chính là U19 Việt Nam đã xem lại cái tình huống ghi hình tại Euro năm 2024 để rút kinh nghiệm về VAR. Thì theo mình á thì các cầu thủ đã xem lại để mà như mình chia sẻ nãy là để rút được cái kinh nghiệm về là những cái tình huống phạm lỗi trong vòng cấm, những cái tình huống phạm lỗi ở trong phạm lỗi nguy hiểm ở ngoài vòng cấm dẫn đến thẻ đỏ, những cái tình huống để chạm tay ở trong vòng cấm là những cái tình huống đó có thể trọng tài họ sẽ check qua và họ sẽ phạt đền cho chúng ta, hoặc giả là họ sẽ cho thẻ đỏ đối với cầu thủ mà chúng ta gây nguy hiểm cho đối phương. Cho nên chúng ta phải biết cách để mà né, hoặc giả là chúng ta có thể là gài đối phương để mà họ có thể phạm lỗi trong cái vòng cấm để mà chúng ta có được những quả phạt đền đấy. Thì đó chính là những cái chia sẻ mà mình muốn chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn nghe cái thông tin hay bổ ích thì quý vị và các bạn hãy nhấn một like, một đăng ký kênh để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu muốn mua loa kém di động, quý vị âm thanh karaoke là cái bộ hát live stream, thì hãy liên hệ với Thai TV qua số điện thoại 0912781067 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị khán giả nào đã yêu mến đăng ký ủng hộ kênh Thai TV trong thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.